Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Và ngày hôm nay bên em cũng vừa mới về một chiếc Mercedes GLC 200 được sản xuất vào năm 2021 nhé. Tên công ty, chiếc này của em tên công ty, mang biển kiểm soát thành phố nha quý anh chị nhá. Đó, có màu ngoại thất là màu đỏ này và màu nội thất là màu kem. Chiếc này của bên em thì vừa mới hạ lồng xong. Đấy, và em sẽ quay mộc chi tiết từng chỗ cho quý anh chị xem nhá. Đấy, và hiện tại chiếc xe đang để mộc luôn đấy ạ. Hiện tại thì vẫn đang là những ngày lễ, vì vậy cho nên là các xưởng bên em đang không làm được. Đấy, không làm được, cho nên là chiếc xe này của em thì sẽ để mộc cho đến hết lễ nhé, hết dịp nghỉ lễ luôn. Vì vậy quý anh chị mà muốn xem xe mộc thực tế trực tiếp thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em để xem xe luôn nhé quý anh chị nhé. Đó rồi, ở GLC thì sẽ có 3 phiên bản này: phiên bản GLC 200, 200 Formatic và 300 nhá. Đấy, của em là bản thấp nhất là bản GLC 200. Đây, chiếc này của em thì 2021 thì đương nhiên nó đã là form mới rồi nhá quý chị nhá. Cũng đã được trang bị một cụm đèn full LED High Performance này. Đây, cụm đèn full LED 2 tầng nhá, rất là xịn sò luôn và rất là đẹp. Động cơ 2.0 lít turbo tăng áp. Rồi, ở mặt chính giữa vẫn là thiết kế hai thanh nan ốp mạ chrome này. Rồi còn có logo 3D ở chính giữa. Đó. Này, rất là đẹp luôn quý chị nhá. Đây. Chiếc xe này của em thì hiện tại đã lăn bánh 2,7 vạn km nhé. Đó. Đây thì đương nhiên 2,7 vạn km thì lốp sơ cua của nó và cái lốp này thì vẫn chắc chắn là vẫn chưa phải thay rồi. Đấy, và còn rất là dày luôn nhá quý anh chị nhá. Đấy. Đây cái đế lốp của nó này. Đây quý anh chị có nhìn thấy đế lốp 2020 này. Đó. Rất là đẹp luôn, và cái la răng của chiếc xe này thì rất là mới luôn. Bên em đã cho check và test rất là kỹ lưỡng về chất lượng xe rồi. Đấy, check bằng kinh nghiệm này cũng như là check bằng trực tiếp ở trong hãng rồi nhá quý chị nhá. Đấy, la răng của lốp sau này cũng rất là đẹp luôn nhá. Ở đây thì vừa mới về nên là bọn em cũng chưa dọn rửa dẹp gì cả và vẫn còn bẩn nguyên nhá. Đây, vẫn còn bẩn nguyên. Đấy. Quý chị có thể xem mộc thực tế luôn nhá. Tất cả mọi chiếc xe bên em thì đều đẹp, chắc chắn là sẽ đều đẹp. Đấy. Đấy, trang bị cốp điện này. Cốp của GLC thì phải nói là rất là rộng. Đấy, về các cái khoảng diện tích thì cả ba phiên bản đều như nhau quý chị nhá. Đấy, đều giống nhau. Đây, cũng GLC này rất là rộng luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có các cái gói phụ kiện của Mercedes. Sổ này, rồi là bộ thiết bị y tế này, cũng có một cái giỏ để chứa đồ luôn. Đấy, và lốp sơ cua thì còn chưa hạ nhá quý chị nhá. Đây. Sơ cua của chiếc xe này thì chắc chắn là còn chưa hạ. Rất là giữ gìn, chủ xe rất là giữ gìn quý chị nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, từng keo chỉ một đều zin hết hoàn toàn quý chị nhá. Đây, em sẽ quay nhanh một chút. Đây, quý chị có thể xem phần nội thất này. Nội thất của chiếc xe này thì cực kỳ là mới, một chiếc xe siêu lướt 2021. Đấy, chạy 2,7 vạn km. Đây, nội thất này, gỗ này, không có một vết chảy xước nào luôn. Đây, cũng như là cái phần ghế da, ốp cánh cửa này, đây, ốp da cánh cửa này còn rất là mới luôn nhá. Tất cả những cái keo chỉ này đều zin hết nhé quý chị nhá. Đấy. Rồi, ở phần nội thất đây, bên trong ghế ngồi này, đây quý chị có nhìn thấy này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Và có cửa gió điều hòa phía sau, đều có cửa gió điều hòa phía sau. Ở phần GLC 200 này thì chưa trang bị cửa sổ trời, chưa trang bị cửa sổ trời. Lên đến GLC 300 thì mới trang bị cửa sổ trời nhá. Đây, hàng ghế sau này rất là rộng rãi luôn nhá quý chị nhá, rất là rộng rãi. Đây, vẫn còn những cái đồ cũ của chủ cũ để mà bên em chưa dọn, vừa về xong và cũng chưa cho dọn dẹp gì cả đâu. Đấy, hàng ghế trước này, đây quý chị nhìn thấy này, có ghế chỉnh điện nếu ba vị trí ghế này, lên xuống kính auto này, một chạm này. Đấy, gương chỉnh điện gập điện. Đây, tất cả những khoang trước này. Đấy, ghế rất là đẹp luôn. Tí em sẽ quay về bên kia cho quý chị xem nhé, phần ghế nhá. Đây, rất là đẹp luôn nhá quý chị nhá, phần ghế này. Đó, chỉ có nó hơi bị sờn sờn một chút thôi. Thì cái điều này thì chắc chắn một điều là không thể nào mà tránh khỏi được. Đấy, về thì bọn em sẽ cho dung dịch và spa thì chắc chắn là nó sẽ sạch đẹp lại thôi. Đấy, cho dung dịch dọn dẹp thì sẽ ở lại trắng bốt và rất là đẹp luôn quý chị nhá. Đây. Rồi đây quý chị có thể nhìn này, em để nổ lên cho quý chị xem nhé. Đây. 27.000
755 km nhá. Đây là cái số km mà hiện tại đang ở trên bản đồng hồ và vừa về xong. Đấy, đây chủ xe này còn chưa bóc cái ni lông ở phần lấy chuyển số này. Đấy, đây, đây, đây nhá, quý chị nhìn thấy nhá. Đây là cái ni lông ốp vào nhá, ni lông nhá, chứ không phải là ấy. Đây. Đó, về quý chị có thể bóc ra này, vẫn còn được bóc ra nhá. Đấy. Xe mới mà à, xe cũ mà như xe mới luôn đấy ạ. Đây là phần yên ngựa này, cái phần yên ngựa này đỗ gỗ bóng nhá. Và hiện tại thì chiếc xe này phần gỗ này còn rất là đẹp luôn. Đây, không hay không có bị xước gì, chỉ có một vài răm răm tí thôi. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy rõ ràng luôn nhá. Đây là form mới rồi này. Đây. Bảng điều khiển techpad mới hoàn toàn này, rồi là màn hình mới hoàn toàn này. Đó, cửa gió và có điều hòa hai vùng độc lập nhá. Hai vùng độc lập. Đấy. Đây, cốp này. Đấy, rất là sạch đẹp. Đây, bảng tablo này. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là sạch. Đây là phần ghế này. Đây có một chút bẩn ở đây thôi, thì mấy cái phần này thì bọn em vệ sinh thì sẽ sạch sẽ, sạch sẽ thôi. Đây phần ghế này. Đây, ghế này đây, rất là đẹp luôn. Và cái ghế này thì hầu như là cũng không ngồi nhiều, chủ yếu là ngồi phần lái thôi. Mà xe thì mới chạy qua 2,7 vạn km thì nó vẫn gọi là mới. Đấy. Đấy, vẫn coi như là rất là mới rồi. Đấy. Rồi, em sẽ quay về phần động cơ cho quý chị xem này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, khoang động cơ này. Đó. Đây nhá, động cơ còn nguyên bản nhá, chưa dọn dẹp gì cả, chưa spa gì cả này. Quý chị có thể mang đi check thoải mái luôn nhá. Đây, ốc nắp capo này. Đó. Rồi là keo chỉ này. Tất cả đều zin hết nhá quý chị nhá. Đó. Rất là đẹp. Từng cái khung răng một này. Rất là đẹp luôn quý chị nhá. Đèn định vị ban ngày này. Đó. Nói chung là cực kỳ đẹp rồi. Đây em tháo phần ra cho quý chị xem nhé. Và chiếc xe này thì em mua ở trong Sài Gòn và đã được mang ra đây vận chuyển ra đây. Đấy, mua cái đây vài hôm rồi, 3 hôm rồi. Đấy, và hôm nay đã ra đến ngoài này. Nên là em sẽ quay trực tiếp luôn cho quý chị xem. Đấy, quay lên luôn. Đó. Đây quý vị có thể nhìn thấy là cái phần cổ bô này. Đấy, bô còn rất là mới luôn nhá. Không có dấu hiệu han gì nào cả này. Đó. Máy móc tất cả này đều zin hết nhá. Đó. Rồi, và em xin giới thiệu lại một chút về chiếc xe này nhá. Em có chiếc Mercedes GLC 200 được sản xuất vào năm 2021, tên tư nhân, tên công ty nhá. Tên công ty màu đỏ, nội thất là màu kem. Xe đã lăn bánh 27.000 km và hiện tại em Thành đang chào bán là 1 tỷ 490 triệu đồng. 1 tỷ 490 triệu đồng nhá. Giá cả thì em vẫn còn thương lượng. Quý anh chị nào mà đang quan tâm chiếc xe này vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Hiện tại chiếc xe này thì em vẫn còn hỗ trợ banh được đến 70-75% giá trị xe, tối đa 7 năm nhá. Tối đa 7 năm. Và quý chị có thể mang đi check test mọi bất kỳ đâu. Đấy, check test bất kỳ đâu mà quý chị yêu cầu. Từ hãng này hay là bất kỳ một cái gara bên thứ ba nào đó. Đấy, em sẽ đánh đến cho quý chị kiểm tra chất lượng xe nhá. Đó, và rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã quan tâm đến video của em ạ. Hẹn gặp lại quý chị vào những video tiếp theo.